Hello tất cả em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BCG đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà BCG chơi đối cho chương lý mùa 4 năm ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thực sự là trong những thử thách của anh em đặt ra thì mình nhận thấy một cái thử thách rất là hay, và hôm nay mình sẽ thực hiện nha, tại vì liên quan đến thì vàng anh em ơi. Đó chính là Xin Gia Pháp Sư. Thì nếu như anh em chưa biết thì con Xin Gia này đã được sửa lại với cái anti là mỗi lần anti nó sẽ được tăng thêm giáp và cấn phép, và cái lượng cộng dồn này là không vô hạn nha. Đồng nghĩa với việc anh em chỉ cần anti được nhiều lần thôi thì sẽ được càng nhiều giáp và cấn phép đấy. Vậy nên pháp sư là một cái công cụ để giúp cho Xin Gieo nó hoàn hảo nhất là đó anh em ơi. Nhưng mà không biết nó có sống được hay không đây. Thì hồi bữa mình đã có làm một con Xin Gieo gọi là bay sao ít bay huyết kiếm á, cũng khá là trâu, và cái lượng giáp kháng phép mà kỷ lục mà mình đạt được nha anh em ơi. Riêng mình đó thì hình như là 1.000+ giáp và 1.000+ kháng phép đó, nhưng mà thật sự là lâu lâu mới được 1.000+ đó mà. Còn con Xin Gieo Pháp Sư này thì không biết nó sẽ như thế nào. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em thử nghiệm xem nó trâu hay không nha, và nó có mạnh thật sự như trong lựa đồ hay không. Thì nếu như năm nào xem thấy hay hoặc là thấy bổ ích thì hãy đừng quên để lại một like ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều nha. Và bấm đăng ký kênh nữa, đó là động lực rất là lớn cho mình tiếp tục làm những video và gửi tới tất cả anh em đó, tại vì nó cũng miễn phí mà. Thì lúc đầu game thì mình đã lượm một cái thì vàng rồi, xong rồi hồi nãy mình lượm thêm một cái nước mắt nữa nè, đẹp luôn. Thần rừng pháp sư tinh anh nè, quất luôn nên đâu ơi. Thật sự là mình không muốn chơi pháp sư tinh anh lắm nha, tại vì chơi con Xin Gieo này không nhất thiết là anh em phải chơi 6 hoặc là 9 pháp sư, anh em chỉ cần chơi gọi là 3 pháp sư thôi cũng đã đủ rồi. Xong rồi anh em chỉ cần bỏ 6 chiến tướng vào hoặc là 3 chiến tướng vào cho nó trâu á. Tại vì con Xin Gieo này chỉ cần anti được nhiều lần thôi, chứ không cần phải gọi là anti mạnh nha anh em ơi. Anti nhiều lần thôi là đủ rồi. Mình ghép kiếm súng qua thử nó có hồi máu được hay không nha. Tại vì hồi bữa mình ghép huyết kiếm á thì nó hồi máu được. Còn cái kiếm súng này không biết như thế nào, mà hình như nó không hồi máu được hay sao anh em ơi. Coi thử coi. Hình như không hồi máu được anh em à. Tương đương sát thương đòn đánh. À, cái này là Xin Gieo nó chỉ ghép huyết kiếm được thôi. Anh em lưu ý nha, mình đã test giúp dùm cho anh em luôn đó. Lại Xin Gieo này chỉ có thể ghép được huyết kiếm thôi nha, chứ không ghép được kiếm súng nha anh em ơi. Tại vì ghép kiếm súng á thì nó sẽ không hồi máu được nha. Tại vì anti của nó sẽ dựa vào kiểu như là tác dụng như là đòn đánh thường á. Nên thật sự là chỉ còn huyết kiếm thôi là đủ rồi. Kiếm súng này ghép hơi thừa. Mặc dù nó lên được Xin Gieo 2, nhưng mà chắc là tí nữa mình sẽ cố gắng mình bán nó đi, xong rồi mình remax lại đồ nha. Tại vì cái đồ này nó khá là phế rồi. Mình muốn Xin Gieo của mình nó trâu quá anh em ơi, tại vì nếu như mà ghép lộn đồ á thì nó sẽ không đủ độ trâu để mà nó anti được liên tục đấy. Nó thực sự là tí nữa sẽ cố gắng nha anh em ơi, bán con Xin Gieo đi, xong rồi cố gắng kiếm làm một con Xin Gieo mới thôi. Cái này mình ghép đồ hơi lỗi rồi, cái này mình cũng thật sự là không biết, nên mong anh em thông cảm nha. Cái này là lần đầu tiên mình ghép luôn á, phải thử mới biết chứ. Đây, Xin Gieo chỉ cần mình nghĩ là 3 pháp sư thôi là đủ rồi đó. Chỉ còn anti được nhiều lần thôi chứ không còn anti mạnh nha. Tại vì khi mà nó đã trâu á thì cái sát thương mà anti nó gây ra á là cũng đủ là khủng bố rồi nha. Đây, anti được 4 lần mà cái lượng giáp và kháng phép đã tăng lên gần 400 rồi nè. Tuyệt vời chưa? Ok, chơi thần tài để lấy một chút vốn. Để lấy một chút vốn gỡ lại những cái ngu ngốc mà mình đã làm ở đây mà. Ok, thì nếu như năm nào mà có ý tưởng gì hay hoặc là thử thách nào mà muốn ra cho mình thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái nha. Thanh kiện nó rất là nhiều. Và mình sẽ cố gắng đăng đều và xen kẽ giữa những video meta và thử thách của anh em đặt ra cho mình nha. Thì mình còn khá là nhiều video meta mà muốn gửi tới tất cả anh em, nên anh em nào muốn theo dõi meta thì cứ bấm follow kênh mình nhé. Thanh kiện nó nhiều. Rồi, đồ này thì nói chung là cũng tạm được anh em à. Mặc dù là chưa biết ghép cái gì nhưng mà đồ mà nó có nhiều mảnh khác nhau á là hoàn hảo rồi, là hợp lý rồi. Tại vì nếu như mà đồ nó chỉ có mảnh giống nhau thì thực sự là nó cũng hơi bị hạn chế trong cái việc mà ghép đồ á. Nhưng mà nếu có nhiều mảnh khác nhau thì hợp lý nha anh em ơi. Tại vì anh em sẽ có thể gọi là ghép đồ tùy theo tướng, rồi là tùy theo trận đấu nữa, cái là hợp lý hơn á. Mình đang phân vân giữa việc roll Xin Gieo ở level 7 hay là level 8 đây nè. Level 7 thì tỷ lệ ra được không cao nhất, nhưng mà được cái là đỡ tốn tiền lên level 8 anh em ơi. Mà giờ phải bán Xin Gieo rồi nữa nè. Anh em thấy Xin Gieo 2 không? Không cần làm gì, anti vẫn mạnh nha. Anti vẫn rất là nhiều đam. Đây, anti vẫn rất là nhiều đam luôn chứ gì nữa anh em.
mạnh phết đấy. Ui, cái này là chưa lên được 3 sao nha, cái này mới 2 sao thôi mà mạnh cỡ gì vậy đó. Thôi được rồi, hơn 400 dép rồi. Ui, hơn 500 dép và hơn 500 kháng phép rồi nha. Cái này là chỉ mới anti được vài lần thôi đó, ảo thật sự ạ. Ngon rồi, ngon rồi. Let's go, let's go. Mình chết sơ qua coi thử có ai giành sinh dây của mình không. Thì thấy ông này giành nè, ông này chơi chiến tướng nè. Chiến tướng với Katarina Kari. Nhưng mà chỉ có một người giành thôi. Chỉ có một người giành sinh dây thôi nè em ơi. Ok rồi. Tí nữa đồ của sinh dây thì chắc là mình sẽ cố gắng ghép cho nó một cái một cái là bàn tay công lý, hai là cái huyết kiếm nha, một trong hai món nha nó bơi. Tại vì sinh gieo của mình nó chỉ cần một món để nó hút máu lại thôi, hoặc là nó hồi máu lại. Huyết kiếm hoặc là bàn tay là hợp lý nhất. Xong rồi còn cái món thứ ba là mình sẽ ghép cho nó một cái vuốt rồng hoặc là một cái giáp gai nha, để cho nó trâu. Chỉ cần một món đồ hút máu, một món đồ tăng với lại là một cái một pháp sư nhân tạo là ổn nha anh em. Cô giáp kháng phép nó lên nè. Wow. Một lần là nó tăng gấp đôi nha nè bơi cô kìa. Wow. Gần 900 dép và gần 900 kháng phép. Kinh khủng không? Anh em cứ nhìn vào cái chỉ số nó mỗi khi nó anti đi, nó cứ nhảy lên gọi là bằng tính bằng trăm luôn nha anh em. Giáp và kháng phép nhảy lên tính bằng trăm. Cái này mình bán để mình rematch lạ tướng nha. Wow, level 7 Ronraki in nè. Vậy như không ra rồi, đây sinh giao có con đủ nha, có con đủ rồi. Này kiếm pháp sư bỏ vào còn nhẹ nè. Rồi. Bắt buộc phải bán nha Nam ơi, tại vì ghép cái kiếm súng nó hơi bị lú một tí. Dinh nè, không cần cho lắm nha. Tại vì mình mới bán tin tin anh đó. Có Ari nè. Có cả Vega nè. Lulu nè. Nếu mà tí nữa nó ra sinh giao mà thánh thần lột sinh giao chiến tướng á thì là đẹp nhất nha anh em ơi. Còn sinh giao mà song đấu thì bình thường thôi. Sinh giao song đấu thì cũng bình thường thôi, nhưng mà ra sinh giao chiến tướng thì mình có thể chơi với 6 chiến tướng được á. Sinh giao này không cần anti mạnh, nó chỉ cần anti nhiều lần là nó mạnh đó, lý thuyết là vậy. Cái này mình lấy cái gì ta? Có thì vàng không nhờ? Chết xem thử nhà coi nè. Okay. Không có thì vàng anh em à. Ui, có con sinh gieo nè. Đùa anh em ơi, mình lấy sinh gieo đi. Mình ghép giáp gai luôn cho nó, cho nó nóng đi anh em. Đấy, lấy di liền cái kiểu ngon quá kìa. Ai chót các kiểu kìa. Tà lon cầm kiếm bếp kìa. Cái này mà meta cũ là tà lon này hot lắm nè anh em. Nhưng mà giờ meta mới rồi. Tà lon giờ đánh tà lon 3 cũng chưa chắc vào top nữa chứ nói gì. Ok, cầm được con sinh gieo này chắc là mình ghép giáp ga luôn ha. Mình ghép cho nó một cái huyết kiếm, giáp ga với lại là một cái mũ pháp sư đi ha. Là đẹp nhất luôn rồi đó, tại vì sinh gieo này mà. Ok, có Ronos nè. Ui, level 7 mình Ron nó tướng 5 tiền hơi nhiều quá. Ron xong bán nãy giờ luôn anh em. Sinh gieo 2 cái nào? Sinh gieo 2 cái nào? Đây rồi, sinh gieo 2 đỡ nè. Giáp ga luôn nè, huyết kiếm luôn nha anh em. Tại vì cái huyết kiếm này mình đã từng thử rồi là nó hồi máu được nha. Nó con sinh gieo nó tận dụng được cái huyết kiếm này. Còn cái kiếm súng thì anh em đừng nên ghép cho sinh gieo nha. Mình đã test thử cho anh em luôn rồi đó. Mình đang chụp bạch nè anh em. Đừng như mình. Nhưng mà sinh gieo pháp sư này thì mình sẽ thử giúp cho anh em. Đấy, huyết kiếm hút máu được cái nhẹ luôn nè. Ngon rồi. Giờ không có bị chết được nữa. Tại vì sinh gieo mà nó để trâu thì nó hút máu rồi là không bao giờ chết được luôn. Đấy. Anh em cứ xem nha, anh em cứ xem đi, anh em sẽ biết. Wow. Nó trâu rồi thì nó hồi máu hoài thôi chứ gì nữa. Wow, 700, cứ gọi là giáp kháng phép vô hạn nha. Cái trận đấu càng dài thì con CJ của mình nó càng bá. Mấy con tinh anh khác thì mình không lấy nha anh em, mình sẽ cố gắng lấy tinh anh sinh gieo cho nó dễ lên bay sau nhất. Với lại là khi mà con sinh gieo nó có tinh anh đó thì nó sẽ được nhận một cái chỉ số đặc biệt.
Đấy, có thể là dép, có thể là khấn phép, có thể là máu các kiểu, có thể là đam, mana các kiểu. Nói chung là có tin anh là mạnh hơn cho nó rồi chứ không còn nói gì nhiều cả. Đây rồi, xin giao chiến tướng à. À lộn, xin giao xong đấu à. Có rồi, cứ xào lên em ơi, chứ biết sao giờ. Kiếm súng này mình vẫn chưa biết ghép cho ai nha. Tiếng nữa ghép sau. Trời ơi, xin giao nó quạt kìa anh em. Anti nó hơi bị chất lượng luôn, hơi bị đau á. Wow. Wow. Nó quạt một phát là ít hai đam. Đam hơi bị nhiều luôn. Còn nó châu kìa, má ơi. Wow, châu thì có chơi anh em thề. Mắt châu. Wow. Wow. Cái này sao mà chết nổi anh em, cái này mới là sinh gieo hai đó nha. Mà anh em kiểu như là nhìn nó như bất tử luôn rồi. Nhìn nó như bất tử luôn rồi. Nếu như mà không bị sốc đam hoặc là bị hất tung. Wow. Chất lượng thật sự ạ. Đồ này là quá ổn cái gì nữa. Cái này mà có 6 thần tài là binh hơn à. Nhưng mà mình bít con sinh gieo tên anh rồi. Chắc là mình sẽ cố gắng mình chơi tầm 6 chiến tướng hoặc là 6 pháp sư. Hoặc là 3 pháp sư một kẹp thêm bí ẩn các kiểu nữa là đẹp ha. Cái này có bí ẩn chắc sinh gieo nó bất tử luôn á. Tại vì mình có giáp gai á. Đỡ đam được rồi. Ok, tiền khá nhiều nhưng mà lên được 3 sao hay không thì chưa biết. Tại vì không có Neko. Có người giành sinh giao. Ông này giành sinh giao luôn nè. What the fuck. Ông kia không chơi sinh giao mà tại sao lại lấy ta. Chưa hiểu. Ây ôi, hai con nữa nè. Hai con nữa. Ui, level 7 ra Ronan tướng 5 tiền nhiều quá nhờ. Mình sẽ nuôi thêm con Lulu nữa nha anh em. Mình sẽ cố gắng nuôi con Lulu với lại là con Singeo nha. Tại vì con Lulu bây giờ nếu như anh em chưa biết thì nó búp, nó cộng thêm sát thương á. Đừng có khinh thường nó nha. Với lại là Lulu 3 búp nhìn nó lực hơn tí. Đó. Trời ơi, Singeo nó hút máu kìa anh em ơi. Má ơi luôn. Nó hồi máu kìa. À cái thằng Singeo phát này. Ông này level 8 bằng 50 tiền à. Xanh như vậy. Nhưng mà anh em xem Singeo kìa. What the fuck. Cái gì thế này? Cái đầu bòi gì thế này anh em? Rồi, hơn 1000 giáp và hơn 1000 kháng phép với sinh giao 2. Wow. Thật sự là nó tích giáp và lại kháng phép là quá nhanh đi. Mình thề với anh em, tích giáp và lại là kháng phép quá nhanh. Một sinh giao nó bay sao nè. Không nói cô. Rồi nốt thôi. Ui, Lulu sắp 3 luôn à. Bán bớt cái... thằng tà đi nha anh em, bây giờ cũng không cần cho lắm đâu. Không cần cho lắm anh em ơi. Trời ơi, xin gieo 2 sao thôi mà nó đã mạnh như thế này rồi. Thật sự là mình cũng không muốn ghép đồ cho mấy con khác luôn á. Xin gieo, đừng chết. Rồi, xin gieo không chết được Lulu búp nữa thì thôi rồi, sao mà chết được nữa bà ấy. Bất tử rồi. Bất tử rồi anh em ơi. Này nó trâu quá rồi. Má ơi luôn. Wow. Trận nào cũng gọi là 7 đến 800 giáp như thế này thì các bạn giết sao nổi. Ronaldo sinh ra. Ồ, Lulu sắp bay luôn nè. Được thế nhờ. Lulu 3 luôn. Lulu 3 chiếc sinh gieo luôn. Không hiểu. Ôi sinh gieo còn có đâu ta. Hơi cấu nha. Đây rồi. Let's go. Ngọt nước liền anh em. Ngọt nước liền anh em ơi. Rồi Lulu cho nó búp thêm nữa nha. Rồi giờ xin giao 3 thì anh em nghĩ đi sao thì chết nữa. Tầm này sao chết. Anh em cứ tưởng tượng đi.
Còn 6 tiên phong thì nó mới cộng có mấy trăm giáp à. Mà riêng con sinh giao này nó bằng mấy gọi là chắc 10 tiên phong quá thôi anh em. Sinh giao này chắc phải gọi là 10 tiên phong rồi. Một cái cốc thôi nè, lấy cốc đi thôi, hay là lấy mũ ít ta. Lấy mũ thì búp được nhiều hơn, nhưng mà lấy cốc thì sinh giao nó được hưởng ké. Nhưng mà lấy mũ thì chưa chắc là Lulu nó sẽ búp cho con chưa chắc là Lulu nó sẽ búp cho con sinh giao nha anh em ơi. Tại vì sinh giao nó luôn là đứa nhiều máu nhất á, mà Lulu nó chỉ búp cho những con nào mà thấp máu nhất thôi, nên thực sự là cũng không cần cho lắm. Lấy cốc đi, cấm mày này sớm búp sớm, với lại là búp cho con sinh giao nữa, anh ti cho nó mạnh. Sinh giao giờ là đem chủ lực carry của team luôn. Rồi, hợp lý rồi. Giờ cố gắng up lên level 8 xong rồi bỏ 6 pháp sư vào. Ok ông anh em, bỏ 6 pháp sư vào là đẹp. Đồ này không cần ghép luôn. Rồi, trở lên luôn đi. Rồi, hợp lý chưa? 6 pháp sư, 3 chiến tướng, 2 xâm đấu. Một cái meta gọi là không có tin được. Khó ghép đồ luôn anh em, mình nghĩ là khó ghép cho mấy con khác đi. Để cho mình xin gieo nó tự chơi được rồi. Giờ mình chỉ mong á, là gặp ông nào mà châu thì là châu thôi, để cho con sinh giao châu của mình nó solo lại với con châu khác. Đó, như vậy nó mới hay chứ. Giờ chỉ cứ mong là gặp thằng nào nó châu thiệt là châu lên anh em ơi. Châu thiệt là châu lên là ok. Sáu, trời ơi, coi kìa anh em, 920 giáp và 880 căn phép. Oh my god. Cái này nó hơi bị OP quá rồi đó anh em à. Thật. Bỏ hết xuống luôn. Đây. Làm chút kỷ niệm với anh sinh giao này nào và Lulu nào. Đấy, tầm này là cho sinh giao đứng lên trước nha anh em ơi, để cho con Lulu nó búp trước, hoặc là con sinh giao nó nhận hết đam trước á, rồi nó sẽ xài được anti sớm hơn là ok. Xài được anti sớm là ok hết. Cho hộ anti một phát mà crit đam mà em bạn bốc hơi luôn á. Sinh giao làm được. Wow, cái gì thế này? Wow. Wow. Oh my god. Mạnh quá. Ông sinh gieo này đồ cũng hơi giống mình nha. Ông sinh gieo đồ này cũng hơi giống mình nha. Giáp gai, huyết kiếm nha. Chơi pháp sư mà ra vô cực thì thấy nó hơi bị game nhái rồi đó. Ồ, ông kia chơi sát thủ ra cờ dây ke, còn ông kia ra lốc. Anh em nào cũng ra đồ đẹp như thế này mà không sao, mình mạnh mà anh em. Cái này nếu mà ra sinh ra chiến tướng á là mình có thể kẹp được với 6 chiến tướng luôn á. Ok, giờ tích tiền thôi, giờ không cần làm gì nữa anh em à. Giờ để sinh ra mình tự chơi game luôn thiệt. Giờ để sinh ra mình tự chơi game luôn á, để làm gì nữa. Giờ muốn giết sinh giao này á, một á là cho nó ăn CC đến chết, mà mình nghĩ là không nổi đâu, thật không nổi đâu anh em ơi. Còn hai á là tên bạn có một con tướng 5 đồng nào đó 3 sao, mà cái ông này là có nguy cơ lên được nhất nè, level 9 hơn 50 tiền. Ổng mà chơi 9 chiến tướng này đẹp quá ha. Ổng mà chơi 9 chiến tướng á, mình với ổng châu vậy, châu kiểu như là vải đái luôn, tự chơi với nhau. Let's go. Xin giao. Wow. Mạnh quá đi anh em ơi. Oh my god. Trận nào cũng như trận nào nha. Trận nào cũng là ít nhất là phải gọi là hơn 800 giáp và hơn 800 kháng phép. Thật.
cái lượng dép này là nó đỡ hơn gọi là 6 tiên phong rồi ạ. Con sinh gieo này là chắc phải gọi là 15 tiên phong thì nó bằng dép nó. Rồi còn kháng phép như này nữa. Mình nhớ không nhầm là 6 bí ẩn đó nha anh em ơi, thì mất cộng có 140 mấy hay là 160 mấy gì đó. Kháng phép 6 bí ẩn đó nha, mà cộng có 100 mấy chục à. Mà cái này nó một gần 1000 kháng phép. Mẹ ơi. Thì bao nhiêu bí ẩn nó mới đủ đây anh em ơi? Bao nhiêu bí ẩn thì nó mới lên được như con sinh gieo này đây. 100 bí ẩn hả? Sinh gieo, đừng chết. Ok, chết sao nổi. Ủa. Ây da. Con sếp này một sao mà đấm hơi ảo nha, đánh giá đấm có hơi ảo nha. Phải đó, sếp nó né được cái rồ con sinh gieo đấy chứ anh em ơi, nhìn đúng ảo luôn. Ok, giờ lên level 9 á, thì mình sẽ bỏ boss Nami ra, xong rồi bỏ thêm con Revenge vào là mình sẽ kích được hộ pháp với lại là u hồn luôn nha anh em ơi. U hồn này nó sẽ tăng thêm đa cho con sinh gieo một chút. Thì được chút nào thì lên chút đó đó anh em ơi. Bỏ u hồn vào, hộ pháp vào nữa là mắc binh. Một ông gặp bán sao, còn một ông gặp bán chính. Lightstar. Công nhỏ là con Lulu ba nó búp cũng ác liệt thật. Trời ơi, con sinh gieo này bên mình cũng gần 1000 giáp, 1000 không phép à. Sinh gieo ảo đó anh em. Có thì vàng nhưng mà nhà mình không có nước mắt. Có thì vàng nhưng mà không có nước mắt anh em ơi. À là cái gì ta? Mất chiến tướng đúng rồi, mình tính lấy chiến tướng nó đây một cái đậu xanh đó. À, mất thì vàng rồi, lộn không không có nước mắt thì kiếm súng thì mình cũng có rồi. Thôi lấy cái đà cái này đi thôi. Tại vì kiếm súng mình đã có rồi. Mình cũng không có cần cung xanh. Lấy cái này là hợp lý nhất rồi. Lulu siêu to khổng lồ luôn. Up level 9 luôn này. Ok, đồ hình đẹp rồi nè. Mình nghĩ là không cần búp dép hay sinh gieo đâu, sinh gieo nó tự chơi được. Anh em xem nè. Ông này nghe nói là chính chiến tướng đúng không? Lóc mình nữa cơ anh em ơi, lóc sinh gieo của mình nữa. Giảm ba cái lóc này. Ủa cái này mới gọi là một con chín gọi là đúng nghĩa nè. Wow, chào quá, chào quá anh em ơi. Ông này phải thốt ra một câu rằng là mạnh quá mà. Chấm hỏi luôn rồi. Bắt đầu thấy cái sự vô lý của sinh gieo rồi đó. Thật, cái ông này gọi là bắt đầu nhận ra cái sự vô lý sức mạnh của con sinh gieo đó anh em ơi. Mà bây giờ nhận ra gọi là hơi trễ rồi. Ông này chính chiến tướng nè, độ hình thật sự là rất là trâu luôn rồi đó. Mà sinh gieo của mình nó cứ gọi là vài cái quạt thần trưởng thôi. Đồ không cần ghép luôn nha. Chơi nó chắc chơi. Thế thì rau cuối ghép cũng được. Không biết hai máu trừ hết chưa. Nhưng mà mình nghĩ là trừ không hết nổi đâu nên mà. Tại vì thường á là con sống duy nhất của mình chỉ là con sinh gieo thôi. Nên mình nghĩ là chắc không có chết đâu. Một mình chống mafia. Một mình chống mafia. Wow. Thấy cái sự vô lý chưa? Thấy cái sự vô lý chưa? Thấy cái sự vô lý chưa anh em? Nhấp lửa nữa.
Ông đó muốn thắng mình là phải lấy tướng 5 tiền 3 sao ra chơi nha. Chơi 99 tướng cũng chưa đủ đâu. 99 tướng đánh giá là còn hơi yếu. Tiền nhiều quá anh em ơi, giờ làm gì đây? Mình không có muốn nâng cấp cái đội hình của mình lên chút nào cả. Thực sự là không muốn luôn á. Không muốn nâng cấp, không muốn ghép đồ luôn á anh em ơi. Chỉ để một con mình, con sinh viên này nó cân hết thôi là đủ rồi. Nhưng mà rau cuối rồi, mình phải ghép thôi. Ghép cho nó đẹp một tí. Ghép thông đạo luôn không ta? Ây da. Ron làm chi nữa bạn ấy. Không nổi đâu. Phải là cho end game luôn nè. Phải là cho end game luôn nè. Vẫn bị sinh dây hót tung à. Ảo rồi. Xin giao một con chính thiệt nè anh em. Xin giao. Ủa nó trâu quá kìa. Mẹ nó lỗi quá rồi anh em. Trời ơi. Wow, hơn 1000 giáp, hơn 1000 kháng phép rồi nè. Hơn 1000 rồi nè. 1200, gần 1300 luôn nè em ơi. Thắng luôn nè, ok và giữ tất cả nha. Tạm biệt em, hẹn gặp lại lần sau nha. Hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ mình nhé. Bye bye.